Hả? Cái gì? Ăn cơm với nước lá. Nước lá. Nước lá là nước gì? Lá là nước 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 trắng ấy, là nước sôi ấy. Thế là cơm với nước thôi hả? Vâng. Con bố mẹ làm ruộng thì có chăn trâu không? Có. À, con có phụ ba mẹ chăn trâu không? Con về nhà thì cũng đi cùng bố mẹ đi chăn trâu. Một cái người nhỏ xíu vậy làm sao chăn được một con trâu to như vậy? Có khó lắm không? Không. Vậy thí dụ như là cô Sa muốn đi chăn trâu có được không con? Được không con? Có. Chỉ cần các cô chú thả con trâu đi rồi đi theo con trâu và nhìn nó thôi ạ. À, nãy con nói con 10 tuổi rồi phải không? Vâng ạ. Mà sao thấy có chút xíu vậy ta? Ồ, nhỏ xíu vậy ạ. Ở nhà thích ăn món gì nhất? Nhà ăn cơm với gì nè? Ăn cơm với nước lá thôi. Ăn cơm với nước lá thôi. Hả? Cái gì? Ăn cơm với nước lá. Nước lá. Nước lá là nước gì? Lá là nước 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 trắng ấy, là nước sôi ấy. Thế là cơm với nước thôi hả? Vâng. Nước lã luộc ra thì ví dụ mà hôm nào mà đặc biệt đi thì cái món ngon nhất mà mình được ăn á, chung với cơm là gì? Nước lã luộc là sao bà? Bà có biết bà đang nói gì không? Nước lã luộc là gì bà? Ủa phải hôm nãy bé nói vậy mà. Nước lã luộc. Là nước lã luộc là cái gì bà? Là nước lã... Là nước sôi đó chị hai. Đúng rồi. Thì có nước lã luộc. Vậy thì cho câu hỏi là cơm trắng nè, rồi nước suối nè, ngoài cái đó thì có gì nữa không? Có, mọi khi có tiền thì bố mẹ mới đi mua rau về ăn. Bao nhiêu lâu con được ăn thịt một lần? Không nhận. Một năm mình được ăn thịt mấy lần? À, không biết. Con nhớ trong đầu con là bao nhiêu lâu rồi con chưa ăn thịt? Nhớ giùm chú được coi, bao nhiêu lâu rồi mình chưa có được ăn thịt lại? Một tháng không? Không. Nửa tháng không? Nửa tháng không? Không nhớ được. Nếu ngày hôm nay mà con tôi làm đầy đủ mọi thử thách, chú Thành sẽ một món quà cho con để bữa ăn của con phải có chất dinh dưỡng nhiều hơn. À, lúc nãy anh có thấy là bé sẽ sử dụng một cái diện tích rất rộng để chơi con quay. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ hạn chế diện tích con quay được tiếp xúc lại. Kỹ thuật độ khó cao hơn. Và bé bắt buộc là đánh con quay không được rớt ra ngoài nha. Tôi muốn nâng thử thách lên. Hả? Hả anh? Con phải đánh cho chú Thành 3 con quay liên tiếp trên cái diện tích đó. Chi vậy? Cái kia chưa chắc là làm được nữa. Tôi nói được. Không gian nhỏ xíu vậy mà. Con chú tin con. Được không Sơn? Có. Mời con. Và thử thách bắt đầu. Thank you.
Giám khảo Harry Won, làm khó con người ta. Làm như vậy ban giám khảo mới tấm phụt khẩu phụt. Em thuyết phục chưa? Vô rồi. Hay quá. Mình tiếp tục thu nhỏ diện tích lại tiếp nha chị nha. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ có một cái bục vuông diện tích nhỏ hơn lúc nãy 10cm. Bao nhiêu con ạ? À? 2 con, nãy 3 con, giờ 2 con. Và thử thách của con bắt đầu. Trời ơi, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng như để lên giỡn mặt. Cô Harry Won luôn con. Không sao không sao, cũng mến được rồi đó. Nhưng mà thử thách là 2 con thì là 2 con rồi. Đúng rồi, được rồi. Số 3 là khuyến mãi thôi. Dạ. Nhỏ hơn được đúng không? Dạ được chứ à. Nhỏ hơn. Đủ nhỏ chưa ạ? Wow. Nhưng mà phải nói trước là thử thách là 1 con. Được. Rồi, và thử thách của con bắt đầu. Được không? Đó. Thế theo yêu cầu của giám khảo, chúng ta đã có một diện tích nhỏ hơn bằng một lon sữa bò. Anh quá ác luôn á, thiệt á. Sẵn sàng chưa nào? Cố lên con. Bắt đầu. Con quay có chút xíu thôi anh ơi. Ai vô. Khoan, thuyết phục.